Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 19 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình tối nay thứ ba ngày 10 tháng 7 có những tin chính. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton dẫn đầu đoàn quan chức và hơn 20 doanh nghiệp Hoa Kỳ bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Khai mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội có 6 quy hoạch ngành và 2 chương trình mục tiêu lớn là giảm thiểu ùn tắc giao thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2012-2015 sẽ được xem xét và quyết định tại kỳ họp này. Hôm nay, gần 600.000 thí sinh trong cả nước đã hoàn tất kỳ thi đại học năm nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đợt thi này đã diễn ra nghiêm túc, an toàn. Tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, hôm nay đã diễn ra hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các nước đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản gọi tắt là ASEAN Cộng 3 bàn về các cơ hội hợp tác giữa ASEAN và các nước Đông Á. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Bộ trưởng Hillary Clinton chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp đoàn, thông báo với Tổng Bí thư về kết quả tốt đẹp của các cuộc hội kiến, hội đàm với các nhà lãnh đạo Việt Nam. Bộ trưởng bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, chứng kiến những thành tựu của Việt Nam trong thời gian qua trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, đánh giá cao vị thế và vai trò ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới, khẳng định chính quyền Mỹ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hiệu quả nhiều mặt với các nước và các cơ chế trong khu vực, trong đó Việt Nam có một vị trí rất quan trọng. Bộ trưởng nhấn mạnh, sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ kinh tế, thương mại, giáo dục và đào tạo giữa hai nước đang khích lệ các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào thị trường Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Bộ trưởng Hillary Clinton thăm Việt Nam lần thứ 3 kể từ năm 2010, bày tỏ hài lòng về những bước tiến trong quan hệ hợp tác nhiều mặt, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, khẳng định coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng của Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hoa Kỳ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các ngành, đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong các khuôn khổ hiện có và trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường, đối phó với biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư cũng đánh giá cao vai trò tích cực của cá nhân bà Bộ trưởng và phu quân cựu Tổng thống Bill Clinton trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Hillary Clinton cũng đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton đang có chuyến thăm nước ta. Ngoại trưởng Clinton đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội. Ngoại trưởng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ hai nước trên các lĩnh vực hợp tác song phương cũng như trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Ngoại trưởng Clinton cho rằng hai bên cần tiếp tục trao đổi về việc nâng tầm quan hệ hướng tới đối tác chiến lược và khẳng định chính phủ Hoa Kỳ cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam phát triển và giàu mạnh, có vai trò quan trọng ở khu vực và trên trường quốc tế. Ngoại trưởng Clinton nhấn mạnh, Hoa Kỳ coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, trong đó có quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh chuyến thăm của bà Ngoại trưởng và bày tỏ hài lòng về những kết quả đạt được trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, hai bên cần tiếp tục nỗ lực tăng cường quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng nhấn mạnh, ưu tiên thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, môi trường trong các vấn đề nhân đạo. Bà Ngoại trưởng bày tỏ đồng tình với ý kiến của Thủ tướng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Ngoại trưởng Clinton cũng trao đổi về những diễn biến gần đây ở Biển Đông và hợp tác tiểu vùng sông Mekong. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác, đảm bảo tự do an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông, khẳng định những tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982, nghiêm túc thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC hướng tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Ngoại trưởng Clinton bày tỏ quan ngại về những diễn biến vừa qua ở Biển Đông và khẳng định
chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ quyền của các quốc gia ven biển trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đoàn đại diện hơn 20 doanh nghiệp Hoa Kỳ đi cùng Ngoại trưởng Clinton. Thủ tướng hoan nghênh chuyến thăm của đoàn đến Việt Nam thể hiện sự quan tâm của chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước. Thủ tướng cho rằng các doanh nghiệp hai nước cần tăng cường hợp tác, phát huy tiềm năng còn rất lớn của cả hai bên, đáp ứng lợi ích của các doanh nghiệp và lợi ích của cả hai nước. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh hiệu quả ở Việt Nam. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao tiềm năng và tin tưởng vào triển vọng phát triển của Việt Nam, bày tỏ quan tâm và mong muốn mở rộng hoạt động hợp tác, đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, góp phần vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton đã có cuộc hội đàm. Nội dung của cuộc hội đàm chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị các bạn trong phần sau của chương trình ngay khi chúng tôi vừa nhận được. Nhân dịp 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay tại Phủ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp gỡ thân mật với các chiến sĩ cảm tử, biệt động quân của ba miền Bắc Trung Nam, những người đã một thời làm nên những chiến công hiển hách trên các chiến trường qua hai cuộc kháng chiến. 50 cựu chiến binh đại diện cho các lực lượng quyết tử của Trung đoàn Thủ đô, biệt động tự vệ Đà Nẵng Quảng Nam, biệt động Sài Gòn Gia Định đã bày tỏ niềm vui và tự hào được có mặt trong cuộc gặp gỡ. Các đại biểu đã cùng với Chủ tịch nước ôn lại những kỷ niệm của một thời khó khăn nhưng hào hùng, cùng nhớ lại bạn bè, đồng chí và những người thân đã hy sinh. Qua hai cuộc kháng chiến của dân tộc, ngày hôm nay nhiều người trong số họ là các mẹ Việt Nam anh hùng, là thương binh, những người nếm trải đòn tù đế quốc, là thân nhân của các liệt sĩ, gia đình có công. Họ tiêu biểu cho ý chí dũng cảm sáng tạo, lấy ít thắng nhiều, chấp nhận hy sinh, là hiện thân của khí phách dân tộc, giữ chọn lời thề quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Khí phách mà sau này Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận định là đỉnh cao của tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do. Tại buổi tiếp, các cựu binh khẳng định với Chủ tịch nước, may mắn trở về sau hai cuộc chiến, họ vẫn giữ chọn niềm tin với Đảng, nguyện hiến dâng những năm tháng còn lại cho đất nước bằng lối sống gương mẫu, động viên gia đình, con cháu tiếp nối truyền thống. Những người đã từng coi thường cái chết cũng nêu tâm tư nóng bỏng nhất hiện nay là công tác làm trong sạch bộ máy theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4. Lòng tin, theo các đại biểu, có ý nghĩa sống còn trong bối cảnh hiện tại. Trân trọng những tình cảm và nguyện vọng của các cựu chiến binh, Chủ tịch nước nhấn mạnh, không có sách vở nào miêu tả hết được những chiến công, những hy sinh thầm lặng của lực lượng biệt động, cảm tử. Xương máu của đồng đội đã đổ xuống là để hôm nay có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng đất nước đã bộc lộ nhiều thiếu sót, khuyết điểm. Chính vì vậy mới có nghị quyết Trung ương 4. Sự trăn trở của các cựu biệt động, cảm tử quân cũng là của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị. Chủ tịch nước khẳng định, nhất định việc thực hiện nghị quyết sẽ tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, đáp ứng sự tin tưởng của nhân dân, không phụ xương máu của những người đã ngã xuống. Tôi chỉ nói đơn giản thôi, chúng ta còn gặp lại trái đất tròn. Ít nhất tôi cũng gặp các đồng chí ở Sài Gòn Gia Định mỗi năm hai lần. Thì gặp nhau thì chúng ta nhìn nhau bằng mắt, không phải mắt lé mà mắt thẳng, nói xin lỗi, nói kiểu bộ đội, nói rất là vui. Tức là nhìn không phải nhìn nghiêng mà nhìn thẳng với nhau, nhìn một cách đường hoàng. Thì muốn như vậy thì phải làm thế nào cái Trung 4 khóa 11 này có sự chuyển biến thật sự. Chúng tôi hiểu rất rõ, những ngày giờ này thì toàn đảng, toàn dân toàn quân đang hết sức trông chờ. Chúng tôi hiểu, rất hiểu mình phải làm gì. Các đại biểu cũng mong muốn bằng những hình thức và chính sách cụ thể, Đảng, Nhà nước và cá nhân Chủ tịch nước tiếp tục động viên, quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất cũng như tâm tư tình cảm của thế hệ một thời đã không tiếc máu xương cho Tổ quốc, đồng thời chỉ đạo tiến hành tổng kết những kinh nghiệm, bài học qua chiến đấu của lực lượng biệt động cảm tử nhằm bổ sung vào nghệ thuật quân sự quốc phòng trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhất trí với ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch nước cho biết sẽ đề nghị các bộ, ngành liên quan tích cực giải quyết những tồn đọng về chính sách đối với người có công, đồng thời mong muốn rằng những người còn sống hôm nay sẽ cùng phối hợp, rà soát, tìm kiếm tài liệu, nhân chứng, không để sót bất kỳ trường hợp nào có công với đất nước mà không được tri ân. Đó vừa là nét đẹp trong văn hóa dân tộc, đồng thời cũng là trách nhiệm của thế hệ ngày hôm nay. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã khai mạc kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2011-2016. Đây là phiên họp giữa năm nhằm xem xét quyết định một số nội dung quan trọng. Tới dự phiên khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
6 tháng đầu năm nay, mặc dù kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế chung cả nước còn nhiều khó khăn, nhưng Hà Nội vẫn duy trì tăng trưởng ở mức 7,6%, cao hơn mức bình quân của cả nước. Lạm phát được kiềm chế, an sinh xã hội được đảm bảo, sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, so với cùng kỳ các năm trước, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thủ đô chưa đạt kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ. Sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn, hàng tồn kho nhiều, số doanh nghiệp ngừng hoạt động có xu hướng tăng, lãi suất ngân hàng còn ở mức cao, nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn có xu hướng tăng, dễ tạo sự bất ổn định của hệ thống tài chính tín dụng. Quản lý trật tự xây dựng ở một số nơi còn biểu hiện buông lỏng, nên tình trạng xây dựng không phép, lấn chiếm đất công, đất lâm nghiệp vẫn xảy ra nhiều. Phát biểu tại phiên họp, cùng với việc đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của thành phố, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh đến những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình chính trị kinh tế thế giới, tác động không nhỏ đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đối với thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo thành phố và nhân dân thủ đô tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, giữ cho được mục tiêu kế hoạch tăng trưởng. Hà Nội cần tập trung thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế và triển khai tốt nghị quyết về một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố cần phải tiếp tục cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Thành phố Hà Nội cần đi đầu trong cả nước về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố, nhất là các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân. Theo đó, cần chuẩn bị thật tốt chương trình, nội dung kỳ họp, nâng cao chất lượng các đề án, báo cáo, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong quá trình thảo luận và ra các nghị quyết, quyết định, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát và tiếp xúc cử tri, khắc phục tình trạng hình thức, thực hiện các biện pháp đồng bộ với sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, cơ quan ngôn luận cùng nhân dân trong việc xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri và kết luận sau giám sát. Theo dự kiến, kỳ họp sẽ diễn ra trong 5 ngày với nội dung chính là đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và ngân sách 6 tháng đầu năm, quyết định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 của thành phố, xem xét quyết định 6 quy hoạch ngành lĩnh vực gồm quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạch thoát nước đô thị, quy hoạch thủy lợi, quy hoạch văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ thảo luận và thông qua nghị quyết về giảm thiểu ùn tắc giao thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2012-2015, nghị quyết về miễn giảm học phí, hỗ trợ phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố, đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố trên địa bàn, tiến hành chất vấn lãnh đạo thành phố về một số vấn đề nổi cộm bức xúc đang được cử tri và người dân quan tâm. Chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị phối hợp nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phát triển bền vững vùng Tây Bắc. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc đã chủ trì hội nghị. Hội nghị nhằm cụ thể một bước về tổ chức xây dựng và triển khai chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước về nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học mô hình và giải pháp phát triển bền vững vùng Tây Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Tây Bắc là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Tây Bắc có vai trò quyết định sinh thái của cả vùng Bắc Bộ, có tiềm năng, lợi thế về nông lâm thủy điện, khoáng sản. Tuy nhiên đây cũng là địa bàn còn nhiều khó khăn, kinh tế còn chậm phát triển. Đến nay, đây vẫn là vùng nghèo nhất cả nước. Đã có khá nhiều nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ được triển khai trên địa bàn. Song đa số các đề tài dự án này đều có quy mô nhỏ lẻ, năng lực ứng dụng còn thấp, chưa thể trở thành bệ đỡ tri thức, công nghệ, văn hóa, xã hội trực tiếp cho quá trình phát triển bền vững của vùng. Vì vậy, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cần xây dựng một đề tài trọng điểm cấp nhà nước nhằm xây dựng vùng Tây Bắc vững mạnh toàn diện, vừa là yêu cầu, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc trong vùng. Cũng trong chiều nay, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban chỉ đạo Tây Bắc và Ban tuyên giáo Trung ương đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2012-2015. Chương trình phối hợp công tác giữa Ban chỉ đạo Tây Bắc và Ban tuyên giáo Trung ương từ nay đến năm 2015 hướng đến tăng cường phối hợp giữa hai cơ quan trong tuyên truyền, vận động giải quyết những vấn đề bức xúc,
của nhân dân ở vùng Tây Bắc. Đồng thời, phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách liên quan đến công tác tuyên giáo trong vùng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thiếu Hinh nhấn mạnh, Tây Bắc có vị trí địa chính trị quan trọng, nhưng đây cũng là vùng còn nhiều khó khăn, hạ tầng yếu kém. Các thế lực thù địch thường lợi dụng chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự hợp tác chặt chẽ giữa hai cơ quan về công tác tuyên giáo sẽ góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước ở Tây Bắc. Trong phần tiếp theo, hôm nay gần 600.000 thí sinh trong cả nước đã hoàn tất kỳ thi đại học năm nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đợt thi này đã diễn ra nghiêm túc, an toàn. Trong khi rất nhiều doanh nghiệp đã phải giải thể hoặc ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, thì vẫn có những doanh nghiệp trụ vững, thậm chí công suất sản xuất còn không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ. Sáng nay, Bộ Công an và Báo Nhân dân đã phối hợp tổ chức hội thảo xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong quá trình 50 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng cảnh sát nhân dân đã thể hiện rõ vai trò xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận cán bộ chiến sĩ có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, tiêu cực. Tại hội thảo, các đại biểu đã đề xuất kiến nghị nhiều giải pháp, kinh nghiệm nhằm xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân trong sạch vững mạnh. Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng cảnh sát nhân dân cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động công an nhân dân thực hiện nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ, có tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, biện pháp chỉ đạo có hiệu quả chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Chiều nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam Trung Quốc lần thứ 5, nhiệm kỳ 2012-2017 đã được tổ chức tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Nguyễn Thị Nhân đã đến dự và phát biểu. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 5 gồm 62 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng được bầu làm chủ tịch. Đại hội đã xác định phương hướng của hội trong nhiệm kỳ tới là đổi mới phương thức hoạt động, tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường sự hiểu biết, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt-Trung và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh và biểu dương những thành tích mà Hội hữu nghị Việt-Trung đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Hội hữu nghị Việt-Trung sẽ quán triệt phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt trong quan hệ hai nước vào các hoạt động cụ thể của mình, góp phần củng cố tình hữu nghị và sự hợp tác giữa hai nước. Hội hữu nghị Việt-Trung là một trong những hội hữu nghị được thành lập sớm nhất do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra cuộc hội thảo với chủ đề Các thành phố bền vững, thách thức và cơ hội. Hơn 200 đại biểu đến từ các bộ ngành địa phương, các doanh nghiệp và các chuyên gia đã cùng nhau thảo luận về việc giải quyết những thách thức và tận dụng các cơ hội tại các thành phố với tầm nhìn dài hạn và phát triển bền vững. Theo Bộ Xây dựng, Việt Nam hiện đang đối mặt với những thách thức do sự bùng nổ của các thành phố và do quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Các đô thị phát triển chưa bền vững, công tác quy hoạch kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, môi trường giao thông đô thị vẫn còn nhiều bức xúc. Đây là một trong những nguyên nhân cản trở sự phát triển và gây lãng phí tài nguyên. Tại hội thảo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã biểu dương sáng kiến của Bộ Xây dựng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tập đoàn Siemens về xây dựng các đô thị bền vững. Chính phủ luôn quan tâm tới tiến trình đô thị hóa và phát triển hiệu quả bền vững hệ thống đô thị quốc gia. Cũng tại hội thảo, Tổng giám đốc Siemens khu vực Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương khẳng định Việt Nam có tất cả các điều kiện để phát triển đô thị bền vững trong tương lai và cam kết hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong giải quyết những thách thức mà các thành phố đang đối mặt ở các lĩnh vực như giao thông, tòa nhà chiếu sáng, cung cấp năng lượng, y tế, an ninh. Trên thực tế, các nghiên cứu đánh giá cho thấy 1/2 dân số thế giới đang sinh sống tại các thành phố. Bên cạnh tầm quan trọng này, còn về tăng trưởng kinh tế, các trung tâm đô thị tiêu tốn khoảng 75% nguồn năng lượng sạch, đồng thời sản sinh ra 70% lượng phát thải khí nhà kính. Hôm nay, kỳ thi đại học năm 2012 đã kết thúc. Đây là kỳ thi có nhiều điểm mới, nhiều thay đổi, khiến cho cả thí sinh và các hội đồng thi đều cảm thấy băn khoăn trước và trong kỳ thi. Cách đây ít phút, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp báo về kỳ thi đại học năm nay, trong đó phần lớn là giải thích những lo lắng này. Thưa quý vị các bạn, ngay trong buổi chiều hôm nay, sau khi kết thúc cái ngày thi cuối cùng này, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp báo để tổng kết cả hai kỳ thi. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước năm nay đã có hơn 300 thí sinh đã vi phạm quy chế xử lý kỷ luật
trong đó hơn 250 thí sinh bị đình chỉ thi. Cái số giáo viên, số giám thị làm công tác thi bị đình chỉ là 3 người. Năm nay có khoảng 1,2 triệu thí sinh tham gia dự thi trên tổng số 1 triệu 600 hồ sơ. Con số này cho thấy cái tỷ lệ hồ sơ ảo khoảng 25%, tương đương các năm trước. Điều này đòi hỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải có những cái thay đổi về phương pháp tuyển sinh, về cách thức tuyển sinh để có thể giảm những cái lãng phí cho các gia đình các em và cũng như là cho xã hội. Có một cái điểm khá là đáng chú ý trong kỳ thi đại học năm nay, đó là cái việc là chỉ trước khi diễn ra kỳ thi 2-3 ngày thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép thí sinh được mang vào phòng thi một số thiết bị như ghi âm, ghi hình. Tuy nhiên kèm với đó là những điều kiện, những thiết bị này không nghe trực tiếp và không xem trực tiếp, không khả năng phát tín hiệu ra bên ngoài. Cái thời gian ra quy chế, sửa đổi quy chế nó quá gần, cũng đã gây ra không ít khó khăn cho các hội đồng thi. Đề thi năm nay cũng là một trong những điểm gây ra nhiều ý kiến từ dư luận. Có ý kiến đồng ý nhưng cũng có ý kiến phản đối cái cách ra đề của Bộ Giáo dục năm nay. Những ý kiến đồng ý thì cho rằng với cách ra đề mở như thế thì sẽ gợi cho thí sinh cái cách thể hiện quan điểm cá nhân rồi thể hiện cái hiểu biết về xã hội. Tuy nhiên thì có những ý kiến phản đối thì cho rằng nếu để cho thí sinh làm bài tốt với cái đề văn mở như thế thì yêu cầu phải có một phương pháp dạy, cái cách dạy phù hợp, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận được các vấn đề thời sự, tạo điều kiện cho học sinh thể hiện quan điểm riêng của mình. Có một điểm mới trong kỳ thi năm nay, đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bổ sung 2 địa điểm thi mới ở địa phương, đó là Vinh và thành phố Hải Phòng. Việc bổ sung 2 điểm thi này thì đã giảm bớt cái lượng thí sinh về 2 thành phố lớn và con số cụ thể là 25.000 thí sinh. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi phỏng vấn nhanh với Thứ trưởng Bùi Văn Ga. Thông năm nay là cách ra đề văn ở khối C, khối D thì được nhắc tới rất nhiều. Đây là một cách ra đề mở, có thể tạo điều kiện cho thí sinh thể hiện quan điểm của mình. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng là cái việc ra đề mở đấy thì phải dựa trên cái việc là giảng dạy tại trường để cho thí sinh có thể có điều kiện phát huy hết cái khả năng của mình. Quan điểm của ông như thế nào về ý kiến này? Cái cách ra đề mở của tuyển sinh đại học cao đẳng cũng như là cách ra đề mở trong cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông đã định hướng cho cái cách dạy và học ở các cái bậc phổ thông. Bởi là cái trước đây tức là yêu cầu học sinh học thuộc lòng quá nhiều và cái đấy nó không phù hợp với là cái cách dạy và học hiện đại bây giờ. Cho nên là bây giờ bộ chủ trương là làm cho thí sinh, làm sao cho học sinh có thể là học nắm được những kiến thức tổng quát, không yêu cầu học sinh thuộc quá nhiều những cái số liệu không cần thiết. Cho nên là cái hướng ra đề này nó cũng đã định hướng cho cái việc dạy và học ở phổ thông và tôi tin rằng là cái đó là cái hướng tích cực. Ngay trước khi diễn ra kỳ thi chỉ 1-2 ngày thôi thì bộ đã có những cái sửa đổi bổ sung quy chế thi. Liệu bộ có nhận được những cái phản hồi từ các hội đồng thi, các trường hay không? Và mình có cái hướng dẫn cụ thể như thế nào cho các trường? Đầu thì mọi người có thể lo lắng rằng là thí sinh có thể đem những thiết bị vào. Nhưng thực tế là hoàn toàn là cả hai đợt thi không có một thí sinh nào mang những cái dụng cụ, những cái trang thiết bị đấy vào. Bởi vì như vậy thì cái kỳ thi nó quá nghiêm túc, kỳ thi đại học cao đẳng nó quá nghiêm túc và thí sinh cảm thấy không cần thiết là phải mang những thiết bị vào để mà lấy bằng chứng. Cái điều đấy rất là tích cực. Bây giờ chúng ta có thể khẳng định là như vậy. Nếu mà có một cái phòng thi nào đó nó không nghiêm túc rõ ràng, thí sinh có thể với cái quyền được cho phép của cái thông tư sửa đổi này họ đem thiết bị vào ghi và giám thị với tôn trọng ý kiến của họ. Và bộ cũng đã có những cái địa chỉ để mà nếu ai phát hiện ra những cái tiêu cực trong kỳ thi, cái tính không nghiêm túc kỳ thi thì chuyển cái thông tin cho bộ để bộ xử lý. Thì tới giờ phút này qua hai cái kỳ thi thì bộ hoàn toàn không nhận được một cái thông tin nào, những cái phản ánh nào của thí sinh cũng như là của quần chúng. Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Như chúng tôi đã giới thiệu trong phần đầu chương trình, chiều nay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton đã tiến hành hội đàm. Phát biểu sau cuộc hội đàm, Bộ trưởng Hillary Clinton khẳng định hai bên đã có một kế hoạch dài hạn để giải quyết vấn đề chất độc da cam dioxin. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 trong vòng 4 năm qua của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton tới Việt Nam. Và tại cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton thì hai bên tiếp tục xác định một trong những trọng tâm trong quan hệ giữa hai nước, đó là thúc đẩy về kinh tế, thương mại và đầu tư đi cùng với hợp tác để giải quyết những hậu quả do chiến tranh gây ra. Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton bày tỏ mong muốn Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục nỗ lực nâng quan hệ hướng tới đối tác chiến lược. Bộ trưởng Clinton cũng khẳng định chính phủ Hoa Kỳ tôn trọng độc lập, chủ quyền của Việt Nam, mong muốn Việt Nam phát triển vững mạnh, ngày càng phát huy vai trò trong khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị chính phủ Hoa Kỳ gỡ bỏ các rào cản thương mại đối với hàng hóa Việt Nam, sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường và dành cho Việt Nam ưu đãi thuế quan phổ cập, đáp ứng lợi ích của Việt Nam trong đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, đồng thời tăng cường hỗ trợ
giải quyết hậu quả chiến tranh, đặc biệt là vấn đề chất độc da cam dioxin. Hai bên cũng khẳng định tiếp tục cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông, nhất trí những tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế như là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, nghiêm túc thực hiện tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, đảm bảo tự do và an toàn an ninh hàng hải. Hai bộ trưởng cũng nhấn mạnh lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư sẽ tiếp tục là trọng tâm và động lực của quan hệ giữa hai nước. Còn nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Và mong rằng trong thời gian tới thì Hoa Kỳ sẽ trở thành là nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam, cũng như thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng khi Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như các thành viên khác trong đối tác thương lượng về TPP sẽ hoàn thiện và làm mở nhiều cái cơ hội cho việc tăng cường thương mại, kinh tế cũng như đầu tư giữa hai nước. As we discussed, như chúng tôi đã thảo luận, tôi rất nỗ lực để đảm bảo rằng Hoa Kỳ giải quyết được vấn đề chất da cam, vấn đề của quá khứ để lại mà chúng ta vẫn quan tâm, và chúng tôi đã tăng cam kết về tài chính để giải quyết vấn đề này. Tôi và Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã thảo luận, tham vấn và có một kế hoạch dài hạn, không chỉ cho từng năm mà là cho tương lai, để quyết tâm cùng nhau giải quyết vấn đề này từng bước. Tôi và Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng đã đề cập đến ý tưởng để khu vực tư nhân tham gia vào những nỗ lực giải quyết vấn đề chất da cam. Đối với vấn đề tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh, chúng tôi đánh giá rất cao sự hợp tác của Việt Nam trong hai thập niên vừa qua. Và khi Bộ trưởng Quốc phòng Panetta thăm Việt Nam đã tuyên bố mở rộng một số khu vực tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích. Chúng tôi đánh giá cao việc này và muốn làm nhiều việc hơn nữa để tìm kiếm quân nhân Việt Nam mất tích trong chiến tranh. And then with respect to missing in action accounting, you know, the United States greatly appreciates Vietnam's cooperation over more than two decades in our efforts to account for missing U.S. personnel. And phát biểu trước báo chí, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hillary Clinton cũng khẳng định Mỹ trông đợi ASEAN sẽ có bước tiến đáng kể đối với Trung Quốc trong việc thống nhất bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông để đảm bảo bất cứ khi có vấn đề gì nảy sinh sẽ được giải quyết một cách hòa bình thông qua sự đồng thuận theo quy tắc luật pháp quốc tế. Theo Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm nay có trên 26.000 doanh nghiệp đã phải giải thể hoặc ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, rất nhiều doanh nghiệp khác cũng đang phải tìm mọi cách để cầm cự và vượt khó. Thế nhưng trong thời điểm này vẫn có những doanh nghiệp trụ vững được, thậm chí công suất sản xuất còn không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ. Trong khi rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh phân bón tiêu thụ khó khăn, thậm chí tăng trưởng âm, thì 6 tháng đầu năm, sức tiêu thụ của công ty này vẫn tăng 5%, doanh thu tăng 18% và kim ngạch xuất khẩu tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Và hiện giờ, công ty đang xúc tiến xuất khẩu sang Myanmar. Dự báo tốt giá nguồn nguyên liệu sẽ tăng, dành 15% doanh thu mỗi năm cho nghiên cứu đầu tư khoa học công nghệ, gắn lợi ích của người nông dân xuyên suốt với lợi ích của doanh nghiệp, chính là những yếu tố giúp cho công ty vẫn giữ sức tiêu thụ trong khi thị trường đi xuống. Những năm vừa rồi là chúng tôi cũng dùng cái Aroten để đưa vào cái phần đạm. Bà con nông dân mình sử dụng tới 30-35% cái lượng bón giảm đi. Rồi là vừa rồi thì ứng dụng thành công cái Acreo đưa vào cái lân, cái DB mà sử dụng giảm, có vùng giảm đi 50%. Có nghĩa là trước đó bón 2 bao, bây giờ chỉ cần bón 1 bao là đủ. Cũng là đầu tư mạnh vào công nghệ. Như vậy, từ việc giao từng phần của dự án, đến nay các đối tác như Sanier, Colgate hay Suzuki đã tin tưởng giao toàn phần dự án đúc khuôn mẫu chính xác cho công ty Lập Phúc. Mức tăng trưởng của công ty trong 6 tháng đầu năm vẫn tăng 10-15%, ổn định như những năm trước. Là cũng được cái sự hướng dẫn của bên ngành thuế, họ giúp mình làm sao để cho nó thiệt là minh bạch. Thì sau này, đúng là lúc đó tôi cũng không hình dung hết cái hiệu quả của nó đâu. Mà sau này là khi mà mình cần tới sử dụng vốn vay á, thì mình mới thấy được những cái minh bạch về tài chính á. Thì bên ngân hàng họ đánh giá cái công ty mình làm ăn có lãi, mà họ coi được là rõ ràng cái những con số của mình là con số thật, thì từ đó họ mới tin cho mình vay. Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, những doanh nghiệp trụ vững trong bối cảnh hiện nay đều có nhiều điểm chung. Đó là những cái doanh nghiệp mà thứ nhất là người ta
không sử dụng tràn lan cái vốn của người ta mà ta đầu tư đúng hướng. Những doanh nghiệp mà người ta không phải sử dụng vốn vay nhiều. Cái thứ hai, những doanh nghiệp người ta quản trị tốt. Minh bạch sổ sách kế toán, cần dùng những hỗ trợ của nhà nước để đầu tư vào khoa học công nghệ, tập trung cái nguồn lực cho ngành nghề kinh doanh chính của mình và phải tạo uy tín cho khách hàng và với cả ngân hàng. Đó là những cái bí quyết đã giúp cho nhiều công ty có thể giảm thiểu được những khó khăn trong cái điều kiện kinh doanh không mấy thuận lợi như hiện nay. Thế cho nên đến bây giờ vẫn có những doanh nghiệp sống khỏe, cho dù đó là những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chiều nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm đã tiến hành họp để đánh giá tình hình. Trong khi dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng được khống chế, thì dịch tay xanh ở lợn vẫn có những diễn biến phức tạp. Thực tế này đang đe dọa nguồn cung con giống sạch bệnh cho tái đàn để đảm bảo phục vụ thịt cho dịp Tết sắp tới. Theo báo cáo của Cục Thú y, từ 9 tỉnh có dịch, hiện chỉ còn 5 tỉnh dịch tay xanh chưa qua 21 ngày, trong đó 3 tỉnh là Bình Dương, Đồng Nai, Lạng Sơn, dịch bệnh còn phức tạp. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Diệp Kỉnh Tần cho rằng sự chậm trễ triển khai đồng bộ các giải pháp trong phòng chống dịch tại các địa phương là điều cần chấn chỉnh. Trong tuần này, Cục Chăn nuôi và Thú y sẽ tiếp tục có các đợt kiểm tra để đôn đốc công tác chống dịch. Theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện vaccine có tác dụng tốt nhất vẫn là vaccine nhược độc Trung Quốc chủng JXA1R. Việc tại Đồng Nai vẫn lưu hành vaccine Hà Lan sẽ gây thiệt hại cho người chăn nuôi vì vaccine này không có tác dụng. Đồng Nai, Bình Dương hiện còn là những trung tâm cung cấp lợn giống. Tuy nhiên, do chưa có sự phân định giữa lợn giống sạch bệnh và lợn giống nhiễm bệnh tại vùng dịch, nên ảnh hưởng rất lớn đến việc cung ứng giống cho người chăn nuôi tái đàn. Trong tuần này, Cục Chăn nuôi sẽ vào cuộc vấn đề này để đảm bảo người dân vừa có chính sách hỗ trợ tái đàn vừa có nguồn con giống sạch bệnh. Chương trình sẽ được tiếp tục với một số tin quốc tế. Hôm nay tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia đã diễn ra hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các nước đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, gọi tắt là ASEAN Cộng 3, bàn về các cơ hội hợp tác giữa ASEAN và các nước Đông Á. Hôm nay, Trung Quốc và Liên minh châu Âu đã bắt đầu cuộc đối thoại chiến lược cấp cao lần thứ 3 nhằm thúc đẩy sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau. Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone nhất trí giải ngân khoản cứu trợ ban đầu trị giá 30 tỷ euro cho các ngân hàng của Tây Ban Nha. Chiều nay, ASEAN đã hoàn tất cuộc đối thoại ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao với các đối tác Đông Á là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đang diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia. Hội nghị đã bàn các cơ hội hợp tác giữa ASEAN và các nước Đông Á và chia sẻ quan điểm về những điểm nóng an ninh trong khu vực. Tin do nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam theo dõi hội nghị vừa thực hiện. Hội nghị ASEAN Cộng 3 diễn ra ngày hôm nay đã điểm lại tiến trình hợp tác được đặt ra trong chương trình hợp tác Đông Á và kế hoạch hành động ASEAN Cộng 3 giai đoạn 2007-2017. Các bộ trưởng đã chia sẻ các sáng kiến nhằm thực hiện hiệu quả hơn kế hoạch hành động này, thống nhất đẩy nhanh liên kết khu vực hướng tới một tương lai xa hơn, đó là thành lập Cộng đồng Đông Á. Trong tiến trình đó, ASEAN sẽ tiếp tục giữ vai trò trung tâm, dẫn dắt các cơ chế hợp tác hiện có và tham gia xây dựng cấu trúc khu vực. Nhiều sáng kiến đã được trao đổi trong hội nghị ngày hôm nay, trong đó các bộ trưởng ASEAN Cộng 3 đã hoan nghênh việc tiếp tục đẩy mạnh thực thi những sáng kiến thực chất như nâng gấp đôi quỹ đa phương hóa sáng kiến Chiang Mai từ mức 120 tỷ đô la lên 240 tỷ đô la để hỗ trợ các nước gặp khó khăn về cán cân thanh toán trong trường hợp xảy ra khủng hoảng tài chính. Đẩy nhanh việc thành lập văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô khu vực AMRO. Điều này cho thấy các quốc gia đã nhận thức cao về việc hợp tác trong cơ chế phòng ngừa khủng hoảng và có nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả của cơ chế phòng ngừa khủng hoảng. Các bộ trưởng đã nhấn mạnh việc thực thi một cách hiệu quả Quỹ Dự trữ Gạo Khẩn cấp ASEAN Cộng 3 được thành lập vào tháng 11 năm ngoái. Thỏa thuận này cần được đưa vào thực thi ngay từ ngày mai sau khi đã có 6 nước phê chuẩn. Các bộ trưởng cũng chia sẻ quan điểm chung về việc thực hiện kế hoạch chương trình hành động ASEAN Cộng 3 và sáng kiến đối tác ASEAN Cộng 3 về tăng cường kết nối. Hội nghị cũng chia sẻ quan điểm về tình hình an ninh khu vực như vấn đề Biển Đông và tình hình bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Philippines Rosario đã nêu vấn đề Biển Đông tại hội nghị. ASEAN đã thống nhất cần giải quyết những tranh chấp trên biển theo luật pháp quốc tế và các bên cần thực thi nghiêm túc tuyên bố chung về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC hướng tới việc cùng Trung Quốc xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông COC. Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Cộng 3 cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, ổn định và an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
Các bộ trưởng kêu gọi các bên liên quan cần tận dụng mọi nỗ lực hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình. Hội nghị một lần nữa khẳng định diễn đàn khu vực ASEAN-ARF diễn ra trong 2 ngày tới, nơi có sự góp mặt của tất cả 6 quốc gia tham gia tiến trình đàm phán 6 bên, sẽ là cơ hội để tạo môi trường đối thoại và hợp tác giữa các bên liên quan trên bán đảo Triều Tiên. Năm 2012 này, cơ chế đối thoại ASEAN cộng 3 kỷ niệm tròn 15 năm hợp tác. Vì vậy, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và các nước Đông Á đã thống nhất năm nay sẽ là năm du lịch ASEAN cộng 3. Theo đó, thành phố Siem Reap của Campuchia sẽ là thành phố văn hóa Đông Á năm 2012. Đồng thời, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa tại các nước thành viên để kỷ niệm sự kiện này. Thưa quý vị khán giả, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản là ba đối tác quan trọng của ASEAN và sự hội nhập mạnh mẽ giữa hai khối này đã ngày càng được làm sâu sắc hơn và được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Như quý vị đã thấy, rất nhiều sáng kiến thiết thực và cụ thể đã được trao đổi trong hội nghị ngoại trưởng ASEAN cộng 3 diễn ra ngày hôm nay. Và điều đó cho thấy rằng dù tình hình khu vực có rất nhiều điểm phức tạp, có thể nảy sinh mâu thuẫn giữa các quốc gia, nhưng sự hợp tác trong ASEAN cộng 3 đã trở thành một cơ chế hợp tác hiệu quả và đóng góp thiết thực cho hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Á. Hương Linh, Thạch Thông, Minh Đầy ghi nhận từ Phnom Penh, Campuchia. Hôm nay, bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã diễn ra cuộc đối thoại giữa các ngoại trưởng của các nước tiểu vùng hợp tác sông Mekong và Nhật Bản. Đại diện ngoại giao của 5 nước tiểu vùng Mekong là Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Nhật Bản đã có cuộc đối thoại hiệu quả về những mối quan tâm chung, trong đó có việc hoạch định tương lai hợp tác giữa Mekong và Nhật Bản và chia sẻ các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Các bên đã nhất trí triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể trong 3 trụ cột hợp tác chính, gồm tăng cường kết nối khu vực Mekong, cùng nhau phát triển, bảo đảm an ninh, con người và môi trường. Phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong Nhật Bản, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh đề nghị trong giai đoạn 2013-2015, hợp tác Mekong Nhật Bản cần tập trung nguồn lực vào một số lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tiểu vùng như phát triển cơ sở hạ tầng, chú trọng các hành lang kinh tế như hành lang Đông Tây, hành lang phía Nam, quản lý và sử dụng hợp lý và bền vững nguồn nước sông Mekong. Phía Việt Nam đã đề nghị Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong và các nước thành viên phối hợp chặt chẽ để sớm triển khai nghiên cứu về quản lý và phát triển bền vững sông Mekong, trong đó có tác động của đập thủy điện trên dòng chính. Cũng trong chiều nay, tại Phnom Penh đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong Hàn Quốc. Hội nghị đã kiểm điểm tình hình hợp tác trên cơ sở tuyên bố sông Hàn thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong Hàn Quốc lần thứ nhất tháng 10 năm ngoái. Về hợp tác giai đoạn trước mắt, hội nghị thống nhất triển khai một số dự án thí điểm trong 6 lĩnh vực ưu tiên gồm cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, tăng trưởng xanh, phát triển nguồn nước, nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển nguồn nhân lực. Hội nghị thống nhất tổ chức diễn đàn kinh doanh Mekong Hàn Quốc trong năm 2013 và chọn năm 2014 làm năm giao lưu Mekong Hàn Quốc. Tại hội nghị, Việt Nam đã đưa ra sáng kiến hợp tác mới nhằm phát huy lợi thế các thành viên như đào tạo nhân lực phục vụ phát triển xa lộ thông tin tiểu vùng Mekong, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các nước Mekong xây dựng và thực hiện mô hình tăng trưởng xanh, đặc biệt cần tăng cường hợp tác giữa các nước trong quản lý và sử dụng nguồn nước Mekong đối với sức ép của gia tăng dân số và các hoạt động kinh tế và biến đổi khí hậu. Cuộc đối thoại chiến lược cấp cao Trung Quốc và Liên minh châu Âu EU lần thứ 3 đã khai mạc hôm nay tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Cuộc đối thoại lần này do Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc ông Đới Bình Quốc và bà Catherine Ashton, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU phụ trách các vấn đề đối ngoại đồng chủ trì. Hai bên bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ giúp thúc đẩy sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau. Cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu và những vấn đề gay góc trong quan hệ thương mại giữa hai nước đã là trọng tâm của chương trình nghị sự lần này. Phát biểu sau cuộc hội đàm với bà Catherine Ashton, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu-EU phụ trách các vấn đề đối ngoại, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, ông Đới Bình Quốc khẳng định Bắc Kinh tin tưởng EU sẽ vượt qua được cuộc khủng hoảng nợ hiện nay. Chúng tôi tin rằng châu Âu đang đi đúng hướng và có đủ khả năng vượt qua được những khó khăn hiện tại để phát triển hơn nữa trong tương lai. Mặc dù được cho là chưa có những động thái cụ thể giúp châu Âu giải quyết cuộc khủng hoảng nợ, song tháng trước, Bắc Kinh đã cam kết đóng góp 43 tỷ đô la Mỹ cho quỹ tiền tệ quốc tế nhằm ổn định nền kinh tế toàn cầu hiện đang bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nợ tại khu vực đồng tiền chung châu Âu. Cuộc đối thoại chiến lược cấp cao Trung Quốc EU lần thứ 3 này được kỳ vọng sẽ giúp mở đường cho hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc EU trong năm nay tại Bruxelles, Bỉ. Tiếp tục các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại Syria, hôm qua đặc phái viên chung của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập ông Kofi Annan đã tới thủ đô Tehran của Iran để tìm kiếm sự giúp đỡ của quốc gia Hồi giáo này trong việc chấm dứt tình trạng bạo loạn đã kéo dài 16 tháng qua ở Syria.
Tại Iran, đặc phái viên Trung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại chính trị trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria và kêu gọi cả hai bên cùng chấm dứt bạo lực. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Iran Salehi sau cuộc hội đàm, ông Annan cho biết mục đích chuyến công du Trung Đông của ông lần này là nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Syria. Nếu chúng ta không nỗ lực hết sức mình để giải quyết cuộc khủng hoảng này một cách hòa bình, thì tình hình sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát và lan rộng ra khắp khu vực và sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường. Vì vậy, hãy cùng nhau hợp tác để đem lại hòa bình và ổn định cho Syria. Trong bối cảnh tình trạng bạo lực tại Syria đang ngày càng gia tăng và các nỗ lực ngoại giao cho tới thời điểm này đều thất bại, ông Annan cho rằng Iran, một đồng minh thân cận của Syria, cần phải đóng vai trò trong việc đưa ra giải pháp cho khủng hoảng tại Syria. Theo báo cáo của một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Anh, số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột tại Syria kéo dài hơn một năm qua đã lên tới hơn 17.000 người, trong đó gần 12.000 người là dân thường. Các bộ trưởng tài chính khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu, Eurozone ngày hôm qua đã đạt được nhất trí về việc giải ngân khoản cứu trợ ban đầu trị giá 30 tỷ euro cho các ngân hàng đang điêu đứng của Tây Ban Nha trước cuối tháng này. Phát biểu tại cuộc họp, ông Jean-Claude Juncker, chủ tịch nhóm các bộ trưởng tài chính Eurozone cho biết, nhóm này đã đạt được thỏa thuận chính trị để có thể bơm cho các ngân hàng đang làm ăn thua lỗ của Tây Ban Nha khoản cứu trợ 30 tỷ euro với kỳ hạn hoàn trả lên tới 15 năm. Thỏa thuận trên sẽ cho phép giải ngân đợt đầu tiên là 30 tỷ euro vào cuối tháng 7 này nhằm có một quỹ dự phòng trong trường hợp cần thiết để cứu các ngân hàng của Tây Ban Nha. Các bộ trưởng tài chính Eurozone cũng đồng ý gia hạn thêm một năm để Tây Ban Nha cắt giảm thâm hụt công xuống mức giới hạn 3% mà Liên minh châu EU đặt ra. Theo ông Juncker, thời hạn dành cho Tây Ban Nha được kéo dài tới năm 2014 do phải tính tới điều kiện kinh tế khó khăn mà nước này đang phải đối mặt. Song cũng nhấn mạnh, Madrid phải thực thi mọi biện pháp cần thiết để đưa khu vực tài chính công vào khuôn khổ nguyên tắc của EU. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, chiều tối qua tại thủ đô Seoul, chương trình Festival Văn hóa Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức đã chính thức được khai mạc. Chương trình đã thu hút sự chú ý của đông đảo kiều bào và người dân Hàn Quốc, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại Seoul, Hàn Quốc. Liên hoan Văn hóa Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc năm nay đã được khai mạc bằng một chương trình nghệ thuật đem lại khá nhiều cảm xúc tại sân khấu Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Các nghệ sĩ đã đem đến cho người xem những tiết mục mang đậm những nét văn hóa Việt từ đồng bằng Bắc Bộ cho tới khu vực miền Trung và vùng đồng bằng sông nước miền Tây. Rất nhiều kiều bào và những người bạn Hàn Quốc đã từng có thời gian gắn bó với Việt Nam đã đến tham dự buổi lễ khai mạc và hầu hết đều xúc động khi trong phút chốc được sống trong một không gian đầy ắp văn hóa Việt cùng các nghệ sĩ. Thực ra cũng sống ở bên này lâu rồi, nếu mà có điều kiện mà gặp anh chị em, nhất là nghệ sĩ Việt Nam thì mình cảm thấy rất là thích vì được gặp mọi người, được giao tiếp và được nhớ lại về truyền thống quê hương và nhớ về những cái lời hát này, cảm thấy là hạnh phúc và vui. Xem xong chương trình nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt Nam hôm nay, tôi thật sự rất nhớ những ngày tôi đã sống và làm việc ở Việt Nam dù cách đây đã 20 năm. Bên cạnh chương trình nghệ thuật, thì một buổi hội thảo xúc tiến du lịch cũng đã được tổ chức, thu hút sự quan tâm của khá nhiều đơn vị lữ hành của Hàn Quốc. Tại đây, các doanh nghiệp Hàn Quốc có điều kiện gặp gỡ trực tiếp các đơn vị quản lý cũng như những doanh nghiệp lữ hành của Việt Nam để cùng hợp tác khai thác những thế mạnh của nhau trong lĩnh vực du lịch. Các công ty lữ hành của Hàn Quốc và Việt Nam sẽ thống nhất, sẽ thường xuyên gặp gỡ nhau để trao đổi những cái thuận lợi, đặc biệt là giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tạo cái điều kiện cho khách du lịch của Việt Nam đến Hàn Quốc, của Hàn Quốc đến Việt Nam nhiều hơn. Hàn Quốc hiện là một trong hai quốc gia có lượng khách du lịch tới Việt Nam nhiều nhất với hơn 500.000 lượt khách trong năm 2011 vừa qua. Đặc biệt, mức chi tiêu của khách du lịch Hàn Quốc là khá cao. Việc các đơn vị lữ hành Hàn Quốc dành nhiều sự quan tâm tới Festival Văn hóa Du lịch Việt lần này là một tín hiệu đáng mừng đối với ngành du lịch Việt Nam.
Thưa quý vị các bạn, thông qua những chương trình giao lưu văn hóa và xúc tiến du lịch như thế này, thì hình ảnh về một đất nước Việt Nam với thiên nhiên tươi đẹp và một nền văn hóa đa dạng đang được giới thiệu ngày một rộng rãi hơn tới với bạn bè quốc tế. Tại Hàn Quốc thì chương trình Festival Văn hóa Du lịch Việt Nam lần này đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các công ty lữ hành cũng như người dân Hàn Quốc. Điều này khẳng định rằng Hàn Quốc sẽ tiếp tục là một trong hai thị trường du lịch quan trọng nhất của ngành du lịch Việt Nam trong những năm tới. Việt Hùng, Đài truyền hình Việt Nam từ Seoul, Hàn Quốc. Chương trình thời sự tối nay của Đài truyền hình Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.